Vâng, uh, xin chào tất cả anh chị các bạn uh, Chào mừng các anh chị và các bạn đến với series video khóa học uh, Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook phiên bản 2019 uh, Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, chuyên gia về marketing online Và bài học này để tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn Một cái bài học rất là thú vị, rất là nhiều kinh nghiệm Và hầu như ai cũng gặp phải uh, Đó chính là bài học là Tài khoản quảng cáo Facebook bị khóa hay là bị cắm cờ hay là bị vô hiệu hóa thì phải làm như thế nào? Vâng. Video bài học này nói xoay quanh vấn đề tài khoản quảng cáo bị khóa hay bị gắn cờ hay bị cắm cờ hay bị vô hiệu hóa thì chúng ta phải làm thế nào? Đúng không ạ? Thế thì nó gồm những cái nội dung chính cơ bản như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ đánh giá về cái gọi là biểu hiện của nó. Vâng, ví dụ như là cái tình trạng của nó là chúng ta thấy là À, vừa mới tạo tài khoản quảng cáo một cái vừa mới áp thẻ vào cái là khóa đúng không ạ à, lên cam khóa đúng không ạ à, sau khi Facebook cập nhật khóa hoặc là chạy quảng cáo viết ngôn từ quảng cáo à, không hợp lý hoặc là vi phạm chính sách khóa à, chạy sản phẩm bẩn hay gọi là rác thương mại điện tử khóa chạy sản phẩm sạch cũng khóa à, trên mạng thì mọi người hay nói vui đến là mình thích thì mình khóa thôi đúng không ạ? Đấy là những cái hình mà trên mạng mọi người hay nói về CEO của Facebook. Thế thì cái lý do mà dẫn tới cái tình trạng mà bị khóa Facebook Ad account là cái gì? Thì cái tình trạng mà khóa tài khoản quảng cáo nó diễn ra rất là phổ biến đối với những cái người chạy quảng cáo chuyên nghiệp như chúng ta hoặc là những người làm quảng cáo như chúng ta, đặc biệt là những người mà chạy thuê hay là chạy bán hàng nhiều thì cái tình trạng đấy rất là phổ biến thì có thể có những cái nguyên nhân như sau thứ nhất là do vi phạm chính sách thế thì các bạn phải đọc chính sách quảng cáo của Facebook nha nó gọi là ad policy nó có ở trong cái cuốn sách này tôi cũng có viết đến này hoặc là ở trên mạng các bạn vào cái trang resort cái phần hướng dẫn của Facebook ấy cái phần resort tức là cái phần mà liên quan đến các cái nguồn dữ liệu thông tin các cái bài viết Facebook họ để trên cái phần hướng dẫn của họ khá là nhiều các bạn vào đọc giúp tôi thứ hai là các bạn chạy quảng cáo những cái sản phẩm bị cấm hoặc bị hạn chế thế nào gọi là chạy quảng cáo những sản phẩm bị cấm hoặc là bị hạn chế à, thí dụ thôi tôi nói thí dụ nhưng mà các bạn chạy quảng cáo à, thuốc kích dục chẳng hạn hay là các bạn chạy quảng cáo à, những cái sản phẩm tăng cường chức năng sinh lý à, hay là bạn chạy quảng cáo thuốc lá hay vũ khí à, chất cháy nổ hay là những sử dụng những cái hình ảnh gây rợn hoặc là hình ảnh sexy ở nhiều da thịt, hay là ngôn ngữ các bạn uh, dung tục hoặc là uh, không phù hợp phản cảm vân vân. Những cái những cái như vậy thì nó gọi là vi phạm chính sách hay là uh, hay là những cái sản phẩm bị cấm hay là những cái ngôn từ mà chúng ta cam kết khách hàng vân vân. thí à, dụ như các bạn bán giày adidas, các bạn bán uh, túi sách lv, gucci, prada hay là các bạn bán À, những cái thương hiệu cao cấp à, khác, đồng hồ nước hoa, mỹ phẩm vân vân. Các bạn chạy quảng cáo hoàn toàn có thể sẽ bị khóa sớm hay muộn mà thôi, thậm chí còn bị xóa cả fanpage hay là xóa cả tài khoản Facebook cá nhân chứ không chỉ đơn thuần là tài khoản quảng cáo đâu, các bạn hiểu chưa ạ? Đấy. À, các bạn cũng có thể là dạ, bị khóa vì những cái lý do như sử dụng visa ảo hay là đầu thẻ không uy tín hoặc là những cái công cụ thanh toán gian lận đúng không ạ? À, các bạn cũng có thể bị khóa do là à, khi mà các bạn áp một cái tài khoản quảng cáo cá nhân vào một cái tài khoản tài, quảng cáo business mà trước đó cái tài khoản quảng cáo business này cũng đã có rất nhiều cái tài khoản cá nhân hoặc là bản thân cái tài khoản quảng cáo business cũng bị cắm cờ đúng không ạ hoặc là cái tài khoản quảng cáo là các bạn là đang chạy đúng không ạ thì chạy cho những cái fanpage mà trước đó cũng đã bị cấm hoặc là bị khóa hoặc là bị à, thường xuyên vi phạm chính sách hay là sản phẩm nhạy cảm đúng không ạ cái fanpage mà bạn chạy quảng cáo họ sử dụng thủ thuật hoặc là họ uh, thường xuyên là bị khóa thì bạn đưa một cái tài khoản mới vào cũng rất là dễ bị khóa tiếp theo đấy hoặc là trong quá trình bạn chạy quảng cáo bạn cũng sử dụng nhiều thủ thuật để chạy à, bạn nhắm chọn và vi phạm những cái thủ thuật vi phạm những cái chính sách mà facebook quy định thì bạn cũng có thể bị khóa và một trong những cái lý do mà nói vui gọi là À, không biết lý do là gì một trong những nguyên nhân mình không rõ nguyên nhân là gì à, Facebook update một cái Facebook cập nhật Facebook ra chính sách mới thì một loạt có thể bị khóa hoặc bị ra đảo à, nói vui như vậy theo ngôn ngữ của cộng đồng mạng à, thứ ba là bây giờ là cái cách khắc phục thì làm thế nào đúng không thì chúng ta phải xác định như này này chúng ta phải sống chung với lũ à, đã làm quảng cáo Facebook Ads thì các bạn chấp nhận điều đó trừ những bạn mà chạy quảng cáo những sản phẩm rất là sạch sẽ tôi lấy thí dụ như là chị khách hàng của tôi chị học viên của tôi là chị chạy quảng cáo bán sản phẩm là quần áo mà cụ thể là đầm bầu à hoặc là váy công sở thì những sản phẩm này nó khi mà chạy quảng cáo thì hình ảnh nó cũng rất là lành mạnh đúng không ạ nó là một cái chiếc váy nó không hở hang ra thịt gì cả nó cũng không có thương hiệu nó dán thương hiệu là phan anh Ví dụ như vậy đúng không ạ Tức là thương hiệu của chính bạn Nó cũng không nhái mẫu nhái mã gì Tự thiết kế ra Ngôn từ quảng cáo này cũng rất là lành lặn đúng không ạ Ví dụ như váy đầm bầu Phan Anh Hay là công, thời trang công sở Phan Anh à, Giá chỉ từ 100 ngàn Giá chỉ từ 200 ngàn Giảm giá sale off 30% 5 5 5%, Nó rất là lành mạnh Nó rất là sạch sẽ Thì như vậy cái tài khoản quảng cáo đấy Gần như là không, không bị Tất nhiên là cái nguy cơ bị vẫn có thể xảy ra nhưng mà tôi nói là cái tỷ lệ bị nó rất là thấp đó thế thì cái cách khắc phục ở đây là gì thứ nhất thì bao giờ facebook cũng cung cấp cho các bạn một cái đường link để các bạn kháng và các bạn gọi là report đúng không tức là gửi thông tin cho facebook theo mẫu à, tên tôi là tài khoản là gì à, thanh toán như thế nào tôi chạy quảng cáo nội dung gì Đấy, và nó có một số những câu hỏi thì mình sẽ trả lời nếu mà các bạn giỏi tiếng anh thì các bạn viết tiếng anh là lợi thế đúng không ạ còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng tiếng việt không sao cả vâng và, và trên thị trường thì có rất nhiều giai thoại nói về cái chuyện này à, chửi cũng facebook cũng mở mà không chửi facebook cũng mở à, chửi facebook cũng không mở mà năn nỉ facebook cũng không mở à, đôi khi cái tính nó cũng rất là ngẫu nhiên có người mở được có người không mở được có người làm cái mở ngay có người làm cả tháng cả năm nó cũng chẳng mở À, bởi vì mở hay không mở là do Facebook cũng không phải do chúng ta đúng không? À, chúng ta biết làm, chúng ta kiên nhẫn kiên trì thì chúng ta có vẻ là ok thôi đấy. Thứ hai nữa là các bạn phải có nhiều tài khoản quảng cáo, các bạn phải có nhiều tài khoản dự phòng. thí dụ như là các bạn có thể mượn tài khoản của người thân, của anh chị em, của vợ chồng, con cái, của nhân viên để các bạn à, làm tài khoản quảng cáo cho mình. Đấy, tôi lấy thí dụ như là ở công ty tôi chẳng hạn đúng không thì tôi sử dụng 10 tài khoản quảng cáo của 10 nhân viên của tôi Đấy, hoặc là tôi là giảng viên đại học thì tôi có thể mượn hoặc là nhờ sinh viên của tôi hoặc là thuê hoặc trả tiền hoặc là mua những cái tài khoản ở trên mạng những cái tài khoản profile mà họ nuôi chất lượng bởi vì cái tài khoản quảng cáo là nó được tạo ra từ tài khoản profile đúng không ạ Đấy hoặc là tôi cũng có thể là gì ạ à, thuê mướn các cái tài khoản ở trên mạng nếu mà tôi chạy quảng cáo trong trường hợp mà tôi rất là cần thì tôi phải đi thuê Đấy, hoặc là tôi thuê tài khoản quảng cáo hoặc là tôi thuê đơn vị chạy quảng cáo thuê, à, chẳng hạn như công ty PA Marketing của tôi là công ty uh, chuyên cho thuê tài khoản quảng cáo hoặc là chuyên chạy quảng cáo thuê cho khách hàng uh, Facebook Ad hoặc là làm sale, hoặc là làm web hoặc là uh, làm những cái chiến dịch truyền thông marketing, uh, tư vấn đào tạo vân vân thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi hoặc là những cái đối tác ở trên những cái group nhưng mà lưu ý là hãy chọn mặt gửi vàng đúng không ạ? Bởi vì rất nhiều người mà các bạn chuyển tiền do sau đó nó sẽ không phục vụ chúng ta và nó biến mất luôn. mình nói đấy là cái sự cái mình nói luôn đấy là cái việc mà người ta lừa đảo hoặc là những bạn không uy tín thì chúng ta cũng hết sức lưu ý được chưa ạ? Cái nội dung thứ tư đấy, thì tôi sẽ trình bày với các bạn là làm sao để có thể hạn chế được cái vấn đề này. Thế thì thứ nhất là mình tránh những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng khóa tài khoản đi. Còn nếu mà mình đã bán những cái sản phẩm mà vi phạm rồi thì bạn không có cách nào khác cả, đúng không? À, chẳng hạn như bây giờ bạn bán à, thuốc tăng cường sinh lý nam thì rõ ràng là bạn chạy một thời gian nó phải bị khóa, nó bị xóa. Điều đấy là bạn phải chấp nhận. Thế nhưng bây giờ nếu mà thế thì bạn không bán cái nữa, bạn bán quần áo nó sạch sẽ đi. Quần áo thì bạn cũng đừng chọn Adidas, Nike hay là đừng chọn Uh, những cái thương hiệu lớn mà mà chạy Mà hãy làm sản phẩm của riêng mình Thì không sao cả Tớ giả sử như vậy Hay bạn bán đồ ăn hay là bạn bán đồ uh, Điện tử này kia uh, Tránh những cái thương hiệu lớn ra đúng không uh, Thanh toán đầy đủ uh, Thẻ là chuẩn xịn đúng không Và trong thẻ nó cũng có tiền Ví dụ như là đến cái ngưỡng thanh toán 16 triệu Thì mình phải Để tiền sẵn ở trong đấy để nó trừ Để nó trừ đúng không và thường xuyên giữ liên hệ với Facebook supporter tức là cái người mà hỗ trợ cho cái tài khoản quảng cáo của mình đấy chúng ta cũng hạn chế đăng nhập cái tài khoản Facebook của chúng ta ở những cái thiết bị lạ đúng không chúng ta cũng có thể là nên suy nghĩ về việc là hạn chế chia sẻ cái tài khoản quảng cáo của ta cho những người khác bởi vì nó có những cái dấu dấu hiệu đúng không ạ nó nhận ra rằng là bạn đang chia sẻ cái tài khoản của bạn cho một cái tài khoản khác mà cái tài khoản này là bị report rất là nhiều hoặc là cái tài khoản này liên tục bị khóa kiểu như vậy đó rồi thì à, bạn cũng nên chạy ngân sách à, nếu mà đối với những cái tài khoản quảng cáo mới thì bạn nên chạy ngân sách nhỏ ngân sách nhỏ bạn nâng lên dần dần một vài trăm một vài trăm bạn nâng lên dần dần chứ mà bạn vào bạn áp thẻ một phát bạn đặt bụt một cái là chết luôn đúng không à, khi bạn áp áp tức là thêm đấy, tiếng anh gọi là áp là thêm thì khi bạn thêm thẻ vào tài khoản quảng cáo thì bạn cũng phải lựa chọn trên một cái máy tính chuyên nghiệp của mình ở một cái wifi hoặc cái ip mà mình thường xuyên truy cập ở một cái trình duyệt mình thường xuyên truy cập để tạo cái độ trust tức là độ tin tưởng cho facebook đúng không thẻ visa của chúng ta là uy tín tài khoản của chúng ta uy tín facebook của chúng ta uy tín cái địa chỉ đăng nhập của chúng ta cũng uy tín thì cái tỷ lệ thành công sẽ cao và chúng ta chạy ngân sách tăng lên từ từ thôi nha đừng có vào bụp phát chạy vài triệu bụp phát chạy chục triệu thì nó sẽ khóa ngay lập tức đúng không bởi vì nó biết là chúng ta uh, có vẻ như là chúng ta đang cố gắng là uh, bùng tiền lừa tiền của nó Đấy, hoặc là chúng ta có những cái dấu hiệu bất thường thì nó sẽ cắm cờ và nó sẽ không cho cái tài khoản quảng cáo của chúng ta uh, được hoạt động mà cái tài khoản quảng cáo nó chính là cái công cụ kiếm tiền của chúng ta rất là quý đúng không Đấy. chúng ta cũng cần phải nuôi các cái tài khoản profile chất Đấy, mình nuôi mỗi người nuôi vài cái xong nhờ em nhờ người thân của mình nuôi để làm gì để mình sử dụng đó thế rồi thì à, nếu mà mình không có tài khoản quảng cáo thì mình phải à, đi thuê chạy cũng được đấy mình đi thuê người ta chạy cho hoặc là thuê tài khoản cho đúng không thì đấy là một số cái mà chúng ta gọi là làm sao để hạn chế và một cái lời khuyên cuối cùng à, cũng không nên phụ thuộc 100% vào chạy quảng cáo để bán hàng bởi vì riêng đối với Facebook thì tôi trình bày với các bạn 6 cái nền tảng đúng không bán hàng trên profile bán hàng trên fanpage bán hàng trên group bán hàng bằng live stream bán hàng bằng Facebook ad, bán hàng bằng Messenger kiểu như vậy thế thế còn cái nữa là ngoài Facebook ra thì chúng ta có rất nhiều như là Google như là SEO như là web như là email marketing uh, như là chạy quảng cáo trên các cái nền tảng khác YouTube vân vân thì đó là tôi xin phép được dừng cái uh, bài học này và xin được tổng kết lại đây là cái bài học mà tôi nói về vấn đề tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa những cái lý do những cái nguyên nhân đúng không à, cách khắc phục làm sao để hạn chế được nó và à, để các bạn nắm được thông tin và một lần nữa xin được cảm ơn các bạn à, xin chúc các bạn là thành công bán được nhiều hàng kiếm được nhiều tiền và nếu có bất kể cái yêu cầu gì về facebook quảng cáo facebook marketing hay là về à, cách bán hàng chạy quảng cáo À, trên mạng nói chung và Facebook nói riêng thì các bạn có thể liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi để được tư vấn và hỗ trợ cái gì mà hỗ trợ được free thì tôi sẽ free cho các bạn cái gì không hỗ trợ free được thì tôi sẽ báo phí đúng không ạ vâng một lần nữa xin chào và hẹn lại các bạn trong video bài học tiếp theo xin cảm ơn